Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm mà mình rất là bất ngờ khi mà ngửi mùi hương của nó. Bởi vì mình nghĩ rằng nó xứng đáng được mọi người biết đến rộng rãi hơn, phải được phổ biến đến nhiều hơn. Thế nhưng mà đúng là từ khi nó được ra mắt cho đến bây giờ, mình cũng thỉnh thoảng mình mới được nghe thấy tên của sản phẩm này. Và chai nước hoa này có tên Azero Wanted by Night, một chai nước hoa mà mình đánh giá rất là cao sau khi mình được thẩm mùi hương của nó. Đây là một phiên bản flanker của chai gốc của nó là Azero Wanted đó. Thế nhưng mà ở chai nước hoa này mùi hương nó như thế nào, nó có tốt hơn hay không, có xứng đáng mua hay không, điểm tốt và điểm chưa tốt của chai nước hoa này là cái gì, thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến tất tần tật các anh em những cái điểm mình vừa nói ở trên. Và nếu như các bạn có lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để có thể ủng hộ mình, để chúng ta có thể gặp lại được nhau nhiều lần hơn nữa đó. Còn bây giờ các anh em hãy ngồi thư giãn và xem video này của mình nhé. Một video nói về chai nước hoa của nhà Azero, nó có tên Wanted by Night. Ok, lên đường. Ok các anh em, trước tiên chúng ta hãy cùng nói qua một chút về mùi hương của Azero Wanted by Night. Với cảm nhận của mình thì chai nước hoa này có một cái nốt thể hiện rất là rõ từ đầu cho tới cuối, đó là quế, cinnamon. Thực tế mà nói thì mình không quá thích cái nốt hương của quế, bởi vì nếu mà những ai mà thích chơi cái tông fresh spicy, cay nồng nhãi, cay nồng ngấm thì chúng ta đều biết là quế, tiêu rất được chuộng sử dụng trong cái nhóm hương cay nồng. Và mình thì mình không quá thích cái nốt hương này. Mình thích tiêu hoặc là tiêu hồng đấy, nó mix cùng thì nó đỡ hơn. Còn quế thì đôi khi cái này nó chỉ là gu mùi của mỗi người thôi. Đối với mình luôn quan niệm rằng quế nó một cái gì đó nó hơi hăng, và mình thực sự là mình không thích. Nhưng ở chai nước hoa này nó kết hợp với cái nốt, một cái nốt ngọt thơm của trái cây. Với mình nhá, thì mình cảm nhận quế mix cùng với thơm ngọt của trái cây fruity rất là ok. Và từ đầu cho tới cuối nó là một cái nốt cay nồng, vẫn là cay nồng là chủ đạo. Thế nhưng bởi vì nó có thêm một chút ngọt nó làm nền, thì cho nên cái mùi hương của chai nước hoa này rất là nịnh mũi, rất là... Nói chung bất kỳ ai, mình cho rằng bất kỳ ai khi mà ngửi mùi hương của Azero Wanted by Night thì đều phải trầm trồ lên ồ à, bởi vì thực sự là mùi hương này nó rất là ngon, nó rất là thú vị đó. Còn cơ bản với mình, đây là một tông mùi cay nồng mix cùng với một chút ngọt của trái cây fruity tạo nên cái mùi hương của Wanted by Night. Và mình thấy nhá, và mình nhắc lại là cái giống như kiểu một cái tạo ấn tượng tốt khi cho mọi người ngửi về chai nước hoa này đều rất là ok, điểm 10 trên 10 đó. Thì đấy là cái cảm nhận nhanh của mình về mùi hương của sản phẩm nhà Azero. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái kỷ niệm mà mình cảm thấy là tốt và chưa được tốt của chai nước hoa này đó. Điểm tốt đầu tiên, trước tiên chúng ta cùng nói về điểm tốt. Điểm tốt đầu tiên của chai nước hoa này đó là nếu như có một cái bảng xếp hạng những phiên bản flanker nào là tốt nhất thì chắc chắn rằng Wanted by Night xứng đáng có tên trong cái bảng xếp hạng này. Bởi vì như anh em đều đã biết, hiện tại có rất nhiều những phiên bản flanker không bao giờ có thể vượt qua được phiên bản gốc của nó. Ví dụ như là Line de Lôme chẳng hạn, mặc dù đã ra mắt rất nhiều những phiên bản, ví dụ như là Le Perform, EDP đó, hoặc là Intense, thế nhưng chưa có một phiên bản nào có thể vượt qua được phiên bản Line de Lôme EDT đó. Nó giống như kiểu là một cái tượng đài sừng sững lên rồi. Thì tất nhiên những cái chai nước hoa kia nó không tệ, thế nhưng nếu mà để so sánh thì rất là khó để có thể qua mắt được phiên bản gốc, hoặc là Terre Immense. Mặc dù nó có ra rất nhiều những phiên bản EDP, Vetiver, vân vân, thế nhưng thực sự mà nói thì so sánh với phiên bản đầu tiên đó là EDT, nó vẫn là một cái gì đấy nó hơi gượng gạo đó. Nhưng còn với Wanted by Night, nó là một cái cú hit, nó là một cái cú gọi là thế nào nhỉ, vượt ngoài mong đợi so với phiên bản gốc của nó, đó là Azero Wanted. Thực sự là cái phiên bản đời đầu của nó, một cái tông mùi nó quá ngọt, quá nồng, thậm chí khi mà mình ngửi mình cảm thấy nó còn hơi hóa học đó. Mình không quá là ấn tượng với phiên bản đầu của nó, phiên bản gốc của nó. Thế nhưng với Wanted by Night, khi mà mình cầm chai nước hoa qua nước chai nước hoa này lên và mình mở nắp ra, mình đã cảm thấy nó rất là thú vị. Và đến bây giờ sau khoảng thời gian mình trải nghiệm, mình xịt, thì mình đánh giá rằng đây là một phiên bản flanker
một trong những phiên bản flanker xuất sắc hơn so với phiên bản gốc F1 đó. Và đấy đối với mình là một điểm cộng của chai nước hoa này. Điểm tốt thứ hai ở chai nước hoa này đó là nó rất là linh hoạt, cộng thêm với một cái độ mùi, với nói chung để mà dùng bình thường thì đôi khi nó rất là sang đó. Và mình nhắc lại là cái độ linh hoạt của nó rất là tốt. Chúng ta hoàn toàn với một chai nước hoa này hoàn toàn có thể sử dụng trong các dịp, ví dụ như đi làm, đi học, đi cà phê, đi gặp gỡ, nói chung bla bla bla, hiếu hỉ hội nghị. Chúng ta chỉ cần một chai nước hoa Wanted by Night là chúng ta có thể chinh chiến trên mọi mặt trận. Và xét về mặt khía cạnh kinh tế thì đến một vụ thương vụ đầu tư, có thể gọi là thương vụ bạc tỷ khi mà chúng ta quyết định có ý định mua chai nước hoa này. Và đến điểm tốt thứ hai. Điểm tốt thứ ba, đây là một trong những best choice sử dụng trong mùa đông, nước hoa trong mùa đông. Tất nhiên thì bên cạnh chai nước hoa này còn rất nhiều những tượng đài khác. Thế nhưng nếu như chúng ta cảm thấy rằng ví dụ Dior Homme Intense hoặc là Versace Eros hoặc là một số chai nước hoa khác cũng rất là nổi tiếng khi sử dụng trong mùa đông, mà chúng ta muốn thử một chai nước hoa nào khác mới lạ hơn và không kém phần thú vị, thì Azzaro Wanted by Night là cái mùi hương như thế. Vì mình tin chắc rằng bản thân mình cũng không thấy mấy nhiều người nhắc đến chai nước hoa này, và mình thấy rất là ngạc nhiên. Một chai nước hoa rất là ngon, một chai nước hoa rất là thú vị nhưng lại không được nhiều người biết đến. Và mình cho rằng đây là một trong những sự lựa chọn thú vị nước hoa dùng trong mùa đông đó. Thì cần tổng quan lại ba điểm mình cảm thấy tốt ở chai nước hoa này, đó là nó sẽ là một phiên bản flanker tốt nếu như các bạn xếp hạng đó. Điểm tốt thứ hai đó là nó rất là linh hoạt, và một cái hiệu năng hoặc một cái gọi là một tạo ấn tượng rất là tốt nếu như lần đầu cho những ai ngửi mùi hương chai nước hoa này. Và điểm tốt thứ ba là nó sẽ là một trong những best choice sử dụng nước hoa sử dụng trong mùa đông. Đấy là ba điểm tốt của chai nước hoa này. Điểm mình cảm thấy chưa tốt đó là mặc dù nó có một cái hình dáng khá là ngầu, một hình một khẩu súng Rulo 6 viên, và nếu như các anh em nào tuổi teen chúng ta nghĩ rằng đây là một chai nước hoa dành cho các bạn trẻ thì mình không nghĩ rằng là như thế, bởi vì đây không phải là một mùi hương quá là hợp cho các bạn thanh niên kiểu tầm từ 18 đến 22 đấy. Mặc dù ngoại hình của nó rất là ngầu đó, một ổ đạn, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một chai nước hoa dành cho các bạn tuổi trẻ. Thế nhưng tông mùi của nó thì nó hơi già dặn hơn so với ngoại hình của nó. Nó hợp với tầm khoảng từ mình nghĩ là từ tầm từ 27 đổ lên thì xì chai nước hoa này nó sẽ hợp hơn. Nó không phải là một dạng tông mùi trầm, thế nhưng cái độ như kiểu là độ trẻ trung của mùi hương này nó không quá là kiểu như kiểu là tuổi trẻ quá thì không hợp. Cho nên là các anh em nào tầm còn kiểu như là vẫn còn đang là sinh viên hoặc là vẫn còn đang kiểu như là ngây ngô ấy, thì không nên dựa vào ngoại hình của chai nước hoa này và mua, bởi vì không phải cứ súng mà sẽ là trẻ trâu đó, mà nó còn già dặn hơn. Và đây là cái điểm mình cảm thấy là cũng không được chưa được tốt của chai nước hoa này. Còn lại thì mình không có một cái ý kiến gì chê bai về mùi hương của nó đó. Tổng quan lại, có nên mua chai nước hoa này hay không? Thực sự mà nói, với quan điểm cá nhân của mình rất khuyến cáo các anh em nên thử trải nghiệm chai nước hoa này. Đây thực sự là một mùi hương rất là tốt, một hidden gem, một viên ngọc trong đá, hoặc là một bất kỳ một cái gì đấy, một cái sản phẩm tốt. Thế nhưng không hiểu vì bất kỳ một lý do gì, có thể là ngày ra mắt không xem giờ đó, ra mắt trong ngày xấu cho nên là không được nhiều người biết đến, bla bla bla, mình không biết là lý do tại sao. Thế nhưng đây xứng đáng là một chai nước hoa các anh em nên trải nghiệm, vì mình tin rằng 10 người ngửi sẽ có khoảng 7 người thích chai nước hoa này đó. Thì đấy là cái kết luận của mình về chai nước hoa Azzaro Wanted by Night. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em những cảm nhận của mình về chai nước hoa của nhà Azzaro. Mình rất hy vọng các bạn cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.